thì hôm nay mẹ đã hứa với hai con là sẽ làm món khoai tây cuộn phô mai. Thì đây mẹ đã làm xong rồi ha. Rồi hai con thưởng thức coi mẹ nay làm món này ăn như thế nào nè. Mẹ mới làm luôn đó, còn nóng nữa nha. Tina, Tina là sao? Tina nói mẹ nghe coi. Dạ ngon mẹ, cảm ơn mẹ. Còn Suri nè, Suri nói mẹ nghe coi. Dạ ngon lắm mẹ, con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn con. Có nịnh không đó? Rồi nè, thì nay mẹ đã làm món này, khoai tây cuộn phô mai. Con thích, hai chị em thích đó. Lần sau thích muốn mẹ làm món gì nữa mẹ làm cho. Suy nghĩ hả? Pizza mì. Gì? Bánh pizza mì hả? Rồi. Rồi mẹ sẽ cố gắng làm món pizza mì cho hai con ăn nha. Rồi hai con đã thưởng thức bánh đi nha.